RSM đang có cái chiến lược 2030 để cho tất cả nhân viên, đặc biệt là nhân viên từ cấp trung trở lên nắm bắt được các cái yêu cầu của RSM. Thì những cái ý kiến của tất cả các bạn từ cấp trung trở lên rất là quan trọng để giúp cho công ty có thể hoạch định được một cái chiến lược tốt, thực hiện được cái chiến lược 2030 của RSM quốc tế, để đưa RSM Việt Nam tiếp tục trở thành một trong những công ty có cái thứ hạng cao tại Việt Nam. Thì hôm nay qua cái buổi strategy á, cảm thấy được các lãnh đạo truyền năng lượng cảm hứng để mình có thể có những cái định hướng và có cái đường đi sắp tới nó được tốt hơn, và có cái hướng để gọi là làm sao để phát triển cái lĩnh vực dịch vụ của mình lên một cái tầm cao mới. Cuộc họp chiến lược năm nay được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp. Cái cuộc họp năm nay thì cũng tổng hợp được rất là nhiều những cái thông điệp mới toàn cầu, và có cái sự chuẩn bị kết hợp giữa các phòng ban trong công ty để các bạn có thể thực hiện thành công các cái kế hoạch đề ra cho năm tài chính tiếp theo. Với cảm nghĩ của mình thì mình thấy rằng là năm nay đội ngũ manager up level của công ty rất là hùng hậu, và đây là một trong những cái nền tảng tiên quyết cho việc thành công của chiến lược của công ty trong giai đoạn sắp tới. Thì bản thân mình dưới góc độ là một new manager thì năm nay là năm đầu tiên mà mình chính thức được tham dự strategy meeting của công ty tại ASEAN Việt Nam. Việc mà đưa ra những cái chiến lược phù hợp cho cái sự phát triển của công ty cũng như là cái tập thể phía sau, thì chúng ta sẽ cùng thống nhất một cái chiến lược, cùng thống nhất một cái mục tiêu và cái hướng tới cái tương lai để phát triển cái dòng dịch vụ của mình.